sỏi mật là bệnh lý phổ biến gây ra, nhiều khó chịu và đau đớn. Để phòng ngừa sỏi mật, ngoài việc duy trì chế độ sinh hoạt lành mạnh, bạn cũng cần chú ý đến chế độ ăn uống. Dưới đây là 6 thực phẩm được coi là sát thủ, gây sỏi mật mà mọi người nên tránh, hoặc hạn chế để bảo vệ túi mật và sức khỏe. Một, Thực phẩm giàu chất béo bảo hòa Chất béo bảo hòa có trong mỡ động vật, bơ, thịt đỏ, xúc xích, và thức ăn nhanh là nguyên nhân hàng đầu gây rối loạn, chuyển hóa cholesterol trong cơ thể. Khi lượng cholesterol trong mật cao, nó sẽ lắng động và hình thành sỏi mật. Hạn chế tiêu thụ những thực phẩm này sẽ giúp giảm nguy cơ mắc bệnh. 2. Đồ ăn chiên rán Thức ăn chiên rán chứa nhiều dầu mỡ, đặc biệt là loại dầu không lành mạnh như dầu chiên đi chiên lại nhiều lần. Những thực phẩm này làm tăng nguy cơ tích tụ cholesterol trong túi mật, dễ dẫn đến sỏi mật. Thay vào đó, bạn nên lựa chọn các phương pháp chế biến thực phẩm lành mạnh hơn như hấp, luộc hoặc nướng. 3. Thực phẩm chế biến sẵn. Thực phẩm chế biến sẵn như thịt nguội, xúc xích, bánh kẹo công nghiệp chứa nhiều chất bảo quản, hương liệu và muối, làm tăng nguy cơ viêm túi mật và hình thành sỏi mật. Những thực phẩm này cũng thường chứa hàm lượng chất béo xấu và đường cao gây hại cho sức khỏe tổng thể và hệ tiêu hóa. 4. Thực phẩm giàu cholesterol Nội tạng động vật, gan, lòng, dạ dày, trứng cá và một số loại hải sản chứa hàm lượng cholesterol rất cao. Sự tiêu thụ quá mức các loại thực phẩm này sẽ làm tăng nguy cơ cholesterol trong mật lắng động thành sỏi. Hãy thay thế bằng các thực phẩm giàu chất xơ và ít cholesterol để bảo vệ túi mật. 5. Đồ uống có cồn. Rượu bia và các loại đồ uống có cồn là nguyên nhân gây tổn thương gan và túi mật. Việc tiêu thụ nhiều cồn có thể dẫn đến viêm túi mật, làm suy giảm chức năng và tạo điều kiện cho sự hình thành sỏi. Hạn chế hoặc tránh đồ uống có cồn sẽ giúp duy trì chức năng túi mật và bảo vệ sức khỏe tổng thể. 6. Thực phẩm chứa nhiều đường và tinh bột tinh chế. Bánh kẹo, nước ngọt có ga, và các loại thực phẩm chứa nhiều đường và tinh bột tinh chế là nguyên nhân chính gây ra tình trạng béo phì và rối loạn chuyển hóa lipid, từ đó tăng nguy cơ hình thành sỏi mật. Để ngăn ngừa, hãy giảm lượng đường và tinh bột tinh chế trong chế độ ăn hàng ngày và thay thế bằng các nguồn chất xơ lành mạnh. Chúc bà con nhiều sức khỏe. Đừng quên nhấn like và đăng ký kênh Sức Khỏe 60 Giây để không bỏ lỡ bất kỳ video mới nào hãy cùng chúng tôi xây dựng một cộng đồng mạnh khỏe và tràn đầy năng lượng